Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một số những bài tập trong môn học xử lý phim. Thì ở bài tập này, các bạn biên tập mẫu tin khí hậu theo những yêu cầu của đề bài đưa ra. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những yêu cầu như sau. Các bạn sử dụng các kỹ thuật biên tập phim như là các bạn kết xuất hình ảnh từ 3D Studio Max. Các bạn biên tập hình ảnh theo kịch bản. Các bạn tạo tiêu đề. Đồng thời, các bạn điều khiển thuộc tính Opacity. Và cuối cùng là các bạn sử dụng hiệu ứng Chroma Key cho bài tập của mình. Phân tích yêu cầu cho bài tập này, các bạn sẽ có một số những yêu cầu như sau. Các bạn biên tập một đoạn phim được cung cấp sẵn cho các bạn. Thì các bạn có thể xem kịch bản đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì dựa vào kịch bản này, các bạn thấy là mình cần biên tập là khoảng là 7 cảnh, đúng không ạ? Cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3, cảnh 4, cảnh 5, cảnh 6 và cảnh kết. Ở mỗi cảnh thì mình có một thời lượng là khoảng là 12 giây, 13 giây, vân vân. Thì các bạn có thể xem đoạn phim mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào đoạn phim này, các bạn thấy rằng các bạn tạo một quả địa cầu từ 3D Max và mình render, mình kết xuất ra một chuỗi file tập ra. Đúng không ạ? Sau đó các bạn sử dụng hiệu ứng Chroma Key để các bạn làm trong suốt hình ảnh cô gái này. Tiếp theo, các bạn sử dụng các tiêu đề và mình dùng thuộc tính Opacity để mình điều khiển. Đồng thời, các bạn chọn lựa hình ảnh tương ứng để mình biên tập các cảnh của mình, ví dụ như là cảnh trái đất nóng lên, đúng không ạ? Cảnh sự phát triển của con người, vân vân. Cảnh loài chim di trú, vân vân, theo như cái kịch bản mà các bạn đã được cung cấp sẵn, đúng không ạ? Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước hướng dẫn giải như sau. Các bạn sử dụng 3D Max để tạo cái đề cầu và diễn hoạt trong khoảng là 15 giây. Sau đó, các bạn kết xuất ra thành kiểu tập tin là tạc ra với cái chuẩn là band D1 video. Ví dụ ở đây các bạn chọn là band D1 và chỗ này các bạn save file là tạc ra, đúng không ạ? Sau đó, các bạn tạo một dự án biên tập phim DV1 standard là 48 kg và các bạn nhập các tập tin hình ảnh và video vào. Ở cảnh 1, các bạn tạo cảnh cô gái giới thiệu khoảng 12 giây. Các bạn dùng tập tin nền chấm M2V để mình làm nền. Các bạn sử dụng chuỗi ảnh tĩnh kết xuất từ 3D và các bạn dùng hiệu ứng là Chroma Key. Đồng thời, các bạn sử dụng tập tin Table chấm tạc ra để mình làm cái bàn như vậy. Ở cảnh 2, các bạn biên tập cảnh trái đất nóng lên khoảng 13 giây. Các bạn biên tập tập tin là Sun on Earth chấm mu và xin chấm mu. Đồng thời, các bạn tạo tiêu đề được cung cấp sẵn cho các bạn. Ở cảnh 3, các bạn tạo cảnh thành phố đông người, cảnh xe cộ vân vân khoảng 10 giây. Các bạn biên tập tập tin là city.av và tạo tiêu đề sự phát triển của con người vân vân. Ở cảnh 4, các bạn tạo cảnh loài chim di trú khoảng 10 giây và các bạn biên tập các tập tin là earth, bird, fly.av, bird, sunset.av. Và các bạn tạo tiêu đề là loài chim tìm nơi di trú vân vân. Ở cảnh 5, các bạn biên tập cảnh tuyết tan khoảng 10 giây. Ở cảnh này, các bạn biên tập tập tin snowdown.av. Đồng thời, các bạn tạo tiêu đề là băng bắt đầu tan vân vân. Ở cảnh 6, các bạn tạo cảnh sóng biển khoảng 11 giây. Các bạn biên tập tập tin si.mu và tạo tiêu đề là sóng thần xuất hiện. Và ở cảnh kết, các bạn tạo một tiêu đề loài người sắp bước vào kỷ nguyên mới khoảng 4 giây mà vâng. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước thao tác như sau. Trước tiên, các bạn sử dụng 3D Max. Đồng thời, các bạn tạo quả địa cầu hay là các bạn có thể mở quả địa cầu đã được cung cấp sẵn cho các bạn ở đây.
Thì để làm quả địa cầu này, các bạn có thể dùng chất liệu, đúng không? Mình dùng chất liệu quả địa cầu để mình tạo quả địa cầu này. Đồng thời, các bạn dùng là thuộc tính là opacity, đúng không? Dùng một cái map opacity với cái nền trong suốt để mình đục lỗ quả địa cầu này. Sau đó, các bạn cũng dùng tập tinh để mình làm nổi cái mặt bề mặt này lên với tập tinh là Surface Boom Smooth chấp tạc ga. Thì các bạn có thể render để mình xem thử ở đây, đúng không ạ? Sau đó các bạn diễn hoạt với đề cầu này trong thời gian khoảng là 15 giây. Thì các bạn có thể mình định cái thời lượng ở đây, đó mà các bạn chọn là hệ ban và khoảng là 15 giây, đó mà. Ok. Đồng thời các bạn có thể mình render thử để mình xem ở đây. Sau đó các bạn dùng hộp thoại render này, đó mà. Đồng thời mình chọn là XT Time Segment. Các bạn chọn là ban D1 video và các bạn lưu tập tin này lại, đúng rồi, mình chọn save file, sau đó mình chọn file ở đây. Sau đó các bạn tạo thư mục, đúng mà, giả sử như tạo một thư mục đây là trái đất, giả sử là vậy. Sau đó tôi đặt tập tin và tôi chọn cái tạc ga và tôi bấm save. Các bạn chọn ở 32 bit để mình có kênh alpha để mình làm trong suốt. Sau đó các bạn bấm ok. Đồng thời các bạn bấm render, đúng mà. Thì mình sẽ được một chuỗi ánh tĩnh trong khoảng 15 giây, đúng mà. Sau đó các bạn qua Premiere và các bạn tạo mới một dự án mới. Ở đây các bạn thực hiện một mẫu tin truyền hình cho nên các bạn chọn là hệ ban và 48 hạt, đúng mà. Sau đó các bạn chọn cái thư mục chứa dự án của mình. Ok. Và tôi đặt tên ví dụ như là mẫu tin. Sẽ là vậy. Ok. Trước tiên, tôi lần lượt nhập các tập tin dữ liệu, hình ảnh và phim vào. Tôi tạo một folder là video để tôi đưa tất cả các dữ liệu phim này vào. Sau đó, tôi nhập tiếp các tập tin hình ảnh vào, đúng không ạ? Các tập tin hình ảnh ví dụ như là table. Các tập tin mà tôi đã render ví dụ là Earth, đúng không ạ? Thì đối với chuỗi ánh tĩnh mà mình đã render từ 3D Max ra thì các bạn cần chọn tập tin đầu tiên, sau đó mình chọn là number still. Ok. Thì như vậy mình được một chuỗi ánh tĩnh như vậy. Đó mà, mình được một chuỗi ánh tĩnh như vậy. Đồng thời, các bạn nhập tập tin kết quả vào để mình xem, đó mà. Tôi tạo nhập tập tin là mẫu tin chấm mu này vào. Thì dựa vào yêu cầu của bài này, đó mà, các bạn thấy rằng mình sẽ biên tập một đoạn phim, đó mà, theo như vậy. Ok. Trước tiên, đối với cảnh 1 này, cảnh cô gái giới thiệu này, tôi biên tập khoảng là 12 giây. Đó mà, theo như yêu cầu kịch bản của mình, các bạn thấy cảnh 1 mình biên tập khoảng 12 giây. Tôi phóng lớn tham đa này lên. Tôi đã đọc tới khoảng là 12 giây. Đó mà. Và tôi max out ở đây. Sau đó, tôi đưa chủ yếu tỉnh hình trái đất này vào, đúng không ạ? Mình đợi như vậy. Thì đối với tập tin hình nền này, đúng không ạ? Hình nền này các bạn thấy là mình có là hệ NTSC, đúng không ạ? 29.97. Thì như vậy các bạn đổi thành hệ ban, đúng không ạ? Các bạn bấm chuột phải vào, mình chọn Interpretate Protect. Đồng thời, chỗ này các bạn nói là 25 frame trên giây. Và chỗ cần thêm tu này các bạn cho là ban D1, đúng không ạ? Ok. Sau đó, các bạn dùng thuộc tính scale, đúng không ạ? Để mình phóng lớn lên một xí. Ví dụ là tôi phóng lớn lên
khoảng 120 pixel, 120%. Ok, thì mình định như vậy. Tiếp theo, tôi đưa hình cô gái giới thiệu vào. Đó mà, tôi có tập tin này. Tin này. Thì đối với tập tin này, tôi sử dụng hiệu ứng chroma key để tôi làm trong suốt cái này này đi. Thì các bạn quay effect này. Các bạn chọn là video effect trong cái folder là key in này, các bạn chọn là chroma key. Đưa vào đây. Đồng thời các bạn chọn cái màu mình cần cần loại bỏ. Sau đó mình chỉnh này lên, similarity lên. Và mình cho blend này lên. Ok. Sau đó tôi dùng tập tin table này để tôi làm cái nền cơ bản phía trước, đúng không ạ? Tôi đặt cái table này lên đây. Ok, tôi được như vậy. Tôi sẽ đưa các bạn này xuống dưới đây một xí. Đồng thời, tôi dùng thuộc tính là scale để tôi scale ngang qua. Giả sử là vậy. Thì mình được cánh một như vậy. Đúng mà. Sau đó, bây giờ tôi tạo một sequencer nữa để tôi biên tập các cảnh tiếp theo. Đúng mà. Tôi new một sequencer. Vì tôi nói là phim chính, giả sử là vậy. Sau đó, tôi đưa cái cảnh một này vào. Như tôi đặt tên đây là cảnh một. Tôi được cảnh một ở đây như vậy. Đó mà, cảnh một ở đây. Thì cảnh một này cũng tương tự như vậy. Các bạn xem cái đoạn mình ở đây. Trước tiên là mình fade in lên, đó mà. Và mình fade out xuống. Đó mà, mình fade out xuống. Thì như vậy ở đây các bạn thấy rằng là tôi định khoảng 1 giây. 1 giây ở đây. Tôi dùng thuộc tính opacity, tôi tạo keyframe. Đồng thời tôi tạo keyframe, tôi fade in xuống, đúng không ạ? Tương tự như vậy ở 1 giây cuối cùng này, tôi cũng là tạo keyframe và tôi tạo keyframe, tôi fade out xuống, đúng mà, thì mình để như vậy. Ok, tiếp theo các bạn biên tập cảnh là một tiêu đề là trái đất nóng dần lên, đúng mà. Thì để biên tập tiêu đề này các bạn định đầu đọc ở đây và tôi nói là file new title. Ví dụ tôi đặt tên là trái đất, giả sử là vậy. Đồng thời tôi lấy nội tập tin nội dung, đúng mà. Với các nội dung đã cung cấp sẵn cho mình ở đây. Tôi copy nội dung là trái đất nóng dần lên ở đây trong tập tin nội dung của mình, đúng mà. Đồng thời tôi tạo một tiêu đề, đúng mà, và tôi bát ra. Sau đó tôi chọn một cái kiểu định dạng, ví dụ như là kiểu black and white này. Đồng thời tôi cho phông ở đây là Tahoma. Tôi cho kích cỡ khoảng là 60. Và tôi nói là center. Center, center. Ok, nó sẽ là vậy. Sau đó tôi đặt vào đây. Đồng thời tôi cho tiêu đề này khoảng là 4 giây. Đúng mà, 4 giây. Tôi đặt ở đây. Sau đó bắt đầu là tôi dùng Opacity để tôi là fade in và fade out tiêu đề này. Ok. Tiếp theo tôi bắt đầu tôi biên tập các cảnh của đoạn phim là trái đất nóng dần lên. Ví dụ như là tôi có là Sun on Earth và Sun. Đúng không ạ? Tôi có hai tập tin này. Thì tôi đưa về đây. Tôi biên tập đoạn phim này. Tôi đặt xuống đây.
và tôi cho này là speed là 200%. Cũng tương tự như vậy, tôi cho tập tân sinh này, tôi đặt vào đây. Tôi lấy một đoạn từ chỗ này, bắt in. Và chỗ này, tôi cũng cho speed là 200%. Tôi được như vậy. Sau đó từ chỗ đây, tôi fade out xuống. Ok. Tiếp theo, tôi biên tập cảnh tiếp là sự phát triển của con người. Đúng mà. Tôi tạo một tiêu đề. Phát triển đồng tài, tôi copy đồng văn bản này và tôi mở ở đây. Tương tự như vậy, ở đây tôi cũng lấy 4 giây. Và tôi fade in 1 giây và fade out 1 giây. Đó mà. Tôi tạo keyframe. Tạo keyframe. Tạo keyframe. Tôi tạo keyframe. Và tôi fade out. Tôi được như vậy. Ok. Sau đó tôi biên tập cảnh sự nhộn nhịp của thành phố như vậy. Trong này tôi có tập tin là city.av. Đúng mà, tôi đưa vào đây. Thì mình có tập tin như vậy. Tôi cắt một đoạn tới đây thôi. Tôi lấy một cảnh tới đây. Tôi mắc ao. Tôi đưa vào đây. Đồng thời, tôi cho đoạn phim này chạy nhanh là 200%. Cho tôi được như vậy. Thì đối với đoạn phim này, các bạn scale lớn lên. Đó mà. Tôi scale là khoảng 200%. Thì mình để như vậy. Sau đó, đoạn chỗ này, tôi fade out xuống. Tôi tạo keyframe. Tạo keyframe và mình fade out. Tiếp theo, tôi biên tập cảnh tiếp. Đúng mà. Tôi biên tập cảnh là loài chim tìm nơi di trú. Đúng mà. Tôi tạo một tiêu đề nữa. Loài chim. Đồng thời tôi copy loài chim này. Copy tiêu đề này và tôi bát ra. Tôi align center center. Cũng tương tự như vậy. Tôi chọn đây là 4 giây. Đúng mà, 4 giây. Sau đó tôi mở rộng này ra. Tôi chọn 1 giây fade in, 1 giây fade out. Tôi chọn một keyframe và tôi tạo một keyframe, tôi fade out xuống. Tôi tạo một keyframe, tôi tạo một keyframe, đồng thời tôi fade in. Ok, mình được như vậy. Sau đó, tôi biên tập một số các cảnh. Đúng rồi, hai cảnh, cảnh đoàn chim bay như vậy và cảnh đoàn chim bay. Thì ở đây các bạn thấy mình có hai đoạn phim là Bird Sunset và Earth Bird Fly. Tôi đưa đoạn phim này vào đây.
Đối với đoạn phim này tôi lấy khoảng là 7 giây. Thì đoạn phim này các bạn thấy là mình có hệ NDC cho nên là tôi đổi thành hệ ban. Và chỗ này tôi cho là 25. Sau đó tôi lấy cái này là khoảng 7 giây. Tôi mắc ao. Đồng thời tôi cho đoạn phim này tăng 200%. Đồng thời tôi scale theo chiều cao là khoảng là 120%. 160. Ok, thì mình đã như vậy. Sau đó tôi fade in như này lên, tôi tạo keyframe. Tạo keyframe, tôi fade in. Tạo keyframe và tôi fade out. Chỗ này tôi không cần fade out, đúng không ạ? Tôi xóa ở đây. Tôi biên tập đoạn phim tiếp theo luôn, ví dụ như là Bird Sunset. Tôi đưa về đây. Cũng tương tự như vậy, đoạn phim này tôi có là NTSC widescreen. Tôi chuyển về là hệ ban 25. Ok. Đồng thời tôi cũng cho là 200%. Tôi phóng lớn cái đồng phim này lên khoảng là 170. Ok, thì mình đang như vậy. Sau đó tôi fade out và một giây cuối này xuống. Tạo keyframe. Tôi tạo keyframe và tôi fade out xuống. Tôi đang như vậy. Tiếp theo, tôi biên tập cảnh là băng bắt đầu tan. Đúng không ạ? Băng bắt đầu tan. Thì tôi nêu một tiêu đề nữa. Băng. Và tôi copy cái nội dung này. Tôi mát ra. Tôi là center, center. Cho đây khoảng 50. Cho khoảng 50 pixel. Ok. Và tôi đặt ở đây. Cũng tương tự như vậy, tôi cho cái này là 4 giây. 49, 11 frame. Và tôi bắt đầu tạo keyframe. Tạo keyframe. Tôi tạo keyframe. Sau đó tôi fade in và tôi fade out. Tôi định như vậy. Ok. Tiếp theo các bạn biên tập đoạn phim là tuyết rơi như vậy, đúng không ạ? Thì tôi tìm đoạn phim là Snow Down. Ok, tôi đưa vào đây. Cũng tương tự như vậy, đoạn phim này mình có là NTSC cho nên các bạn đổi qua hệ ban 25. Ok. Và tôi đặt nó xuống đây. Đồng thời tôi sẽ kéo lớn lên 170. Ok. Và tôi fade out đoạn cuối này xuống. Tôi tạo keyframe. Tạo keyframe và tôi fade out. Ok. Tiếp theo, tôi tạo đoạn là sóng thần xuất hiện, đúng không ạ? Tôi tạo cảnh là sóng thần xuất hiện. Tôi nêu một cái tiêu đề.
Xong. Và tôi copy. Tôi tạo một tiêu đề. Tôi mở ra. Center, center. Đồng thời tôi cũng fade in và fade out tiêu đề này. Ok. Sau đó tôi biên tập đoạn phim sóng thần này. Đó mà tôi có tập tên là C.mu này. Tôi đặt vào đây. Đó mà. Cũng tương tự như vậy, tôi cho này là Fade out đọc phim này xuống. Tôi tạo phim frame. Tạo phim frame. Và cuối cùng tôi tạo một cái tiêu đề cảnh kết của mình. Là ở đây các bạn thấy rằng là loài người sắp bước vào kỷ nguyên mới. Đúng không ạ? Tôi copy cái này. Copy. Tôi tạo mở một tiêu đề nữa. Loài người và tôi bắt ra ok và tôi đặt tiêu đề này ở đây, tôi cho tiêu đề này 5 giây đó mà tôi tạo keyframe, keyframe tôi fade in, tôi tạo keyframe, tạo keyframe và tôi fade out. Ok, tôi được đồng phim như vậy. Sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn bấm enter để mình render. Đó mà mình enter để mình render mình xem. Ok, các bạn có thể bấm play để mình xem thử đoạn phim, đúng không ạ? Ok, và cuối cùng là các bạn xuất cái kết quả của mình ra. Đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có thể mình xuất ra một đoạn phim AV hay là mình xuất ra các kiểu là MBAC hay là Face with Time để mình kiểm tra cái kết quả của mình. Thì ở đây các bạn có thể mình chọn đó mà, có thể các bạn xuất ra with Time. Đúng mà, hay là mình xuất ra là MBAC 2. Tùy yêu cầu của mình, đồng thời các bạn chọn hệ ban. Sau đó các bạn đối chiếu sụt của mình ở đây. Đúng mà, đây là sụt của mình. Và đây là kết quả của mình. Đó không ạ? Để mình xem kết quả và cái số ban đầu của mình. Đồng thời, các bạn bấm OK. Đó không ạ? Và mình đưa tên vào. Và mình bấm render. Save. Ok. Thì đó là yêu cầu của bài tập này.